Hello mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh Lúc Mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu vần thành cho bức tranh. Đó chính là bức tranh hình ảnh một em bé gái đang ngồi để đọc bảng chữ cái. Quyển sách này dạy về bảng chữ cái nha mọi người. Và ngay sau đây chúng ta cùng nhau tô màu hoàn thành bức tranh của mình nhé. Phần chiếc nơ mình sẽ tô màu xanh. Phần tóc mình sẽ tô màu hồng nhạt. Tiếp theo là mình sẽ tô màu vàng cho cái thuyền nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh lá cây trên chiếc lá. Mình tô màu tóc là màu hồng nhạt nhé. Giờ là màu xanh dương. Tiếp theo chiếc váy cô gái đang mặc mình sẽ tô màu cam nhé. Video tô màu cho bức tranh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào. Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình nhé. Và trên tay mình đây là bức tranh về một cô nàng đang bước dưới nước biển. Và chúng ta cùng nhau tô màu cho bức tranh. Mình sẽ tô màu đó cho cái mái tóc của cô gái này nhé. Xong cho cái tranh về chú hổ này nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video cho cái tranh này. Phần chiếc lơ buộc đằng sau thì mình sẽ tô màu đỏ nhé. Tô cho tất cả các bạn đã lên trên chúng tôi màu cho cái tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình đặt tranh về một chú chó mất xịn. Đôi giày bên dưới mình cũng sẽ tô màu đỏ. Đôi tất mình sẽ tô màu vàng. Tiếp theo mình sẽ tô màu tím cho cái áo của cô gái này. Quyển sách thì mình sẽ tô màu xanh lá nhé.
phần môi mình chuyển sang màu đỏ. Và video tô màu hình ảnh em bé gái đang ngồi đọc sách có chữ cái đã được mình hoàn thành xong nha. Các bạn đang dõi video hãy nhớ để lại cho mình một like, một lượt share và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video tô màu nữa mình sẽ đăng tải trên kênh YouTube này nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.